Phương xin tự giới thiệu lại ha. Giới thiệu lại để chúng ta sẽ làm quen với nhau. Phương sinh năm 91, tên đầy đủ là Bùi Bích Phương. Phương sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Và Phương thì tốt nghiệp với là chuyên ngành tài chính ngân hàng, Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh. Mình thì hay nói đùa trong các buổi chia sẻ đó là Phương rất là mê tiền các anh chị. Phương mê tiền á, mê từ hồi bé luôn, mê từ hồi trên ghế nhà trường luôn các anh chị. Nên là quyết định đó là sẽ đi vào ngân hàng để mà cho nhiều tiền. Các anh chị có ai mê tiền giống Phương không? Ai mê tiền giống Phương không ạ? Ai mê tiền giống Phương thì comment cho chúng ta làm quen nhau, bắt tay cái. Bởi vì là cùng chung cái đam mê, đúng không ạ? Mê tiền các anh chị. Nhưng mà khi mà mình học vài năm rồi mình mới phát hiện ra các anh chị, đó là trong làm ngân hàng là tiền của người ta. Mặc dù á, là tiền rất nhiều nhưng mà không phải của mình. Và lúc đó bắt đầu là Phương mới có cái cơ hội á, là Phương đọc được cái bộ sách Dạy con làm giàu. Thì trong đó mới đưa cho mình cái quan điểm và cái tư duy đó các anh chị. Đó là chỉ có con đường kinh doanh thôi thì mới làm giàu được. Phi thương bất phú mà. Hồi đó mình nghe ông bà mình nói là phi thương bất phú. Nhưng mình cũng không để ý nhiều lắm. Nhưng mà khi mà Phương đọc cái quyển sách đó thì bắt đầu cái tư duy mình mới được định hình lên về cái việc đó là phải đi làm kinh doanh, phải đi làm chủ. Thì bắt đầu mình mới ấp ủ một cái ước mơ đó là mình sẽ có một cái doanh nghiệp riêng cho mình các anh chị. Nhưng mà làm sao, bởi vì mình không có kỹ năng và bản thân Phương á, cũng là một cái người có sống rất là khép kín các anh chị. Có thể các anh chị nhìn Phương bây giờ mọi người không nhận ra hồi đó Phương như thế nào, nhưng mà một cô bé hoàn toàn khác. Từ khi mà Phương bắt đầu Phương quyết định Phương kinh doanh, lúc thời gian đó Phương nhớ là năm ba đại học thì Phương đọc được cái bộ sách đó các anh chị, và bắt đầu mình thay đổi. Trong quyển sách đó nói là nếu như bạn muốn làm chủ, bạn muốn kinh doanh riêng, bạn muốn vận hành một cái doanh nghiệp riêng thì bạn phải có năng lực bán hàng thật là tốt, bạn phải đi học bán hàng. Thế là Phương quyết định là Phương đi làm bán hàng để Phương học, Phương phát triển cái kỹ năng đó các anh chị. Và cũng bắt đầu đi học bán hàng, đi làm bán hàng, đi làm sale các anh chị từ năm 3 đại học. Rồi sau đó ra trường thì các anh chị biết là mình, Phương cũng chưa có ngày nào đi làm đúng chuyên ngành của mình hết. Cũng chưa có ngày nào làm trong ngân hàng trừ mấy cái ngày đi thực tập thôi. Đi làm thực tập sinh đó các anh chị để mà đủ điều kiện tốt nghiệp đó. Thì là có làm cho ngân hàng một vài tháng. Còn lại là chưa hề bao giờ mà làm đúng chuyên ngành của mình hết. Và rồi ra cũng làm sale một thời gian khoảng một năm thì bắt đầu là Phương thực hiện, bắt tay vào thực hiện cái ước mơ của mình mà. Thì cái ngành nghề đầu tiên Phương bước vào đó là cái lĩnh vực về spa. Phương với cùng một người bạn của mình mở một cái spa rất là nhỏ thôi. Cũng đầu tư này nọ cũng khá khá. Và mình cũng không có tiền, các chị đi mượn thôi. Hồi đó sinh viên mới ra trường mà, làm gì có tiền nhiều đâu, dành dụm được chút ít và đi mượn. Nhưng mà sau một năm rưỡi vận hành thì phá sản. Đóng cửa các anh chị, bởi vì mình không có kinh nghiệm, mình thiếu rất là nhiều thứ. Chỉ đường cái mỗi là liều với lì thôi các anh chị. Nên là cứ mở và rồi là bị thất bại cái đợt đầu tiên đó. Nhưng mà khi bây giờ mình nhìn lại thì đối với Phương đó là một cái trải nghiệm rất là giá trị, thật sự rất giá trị. Lúc đó thì thê thảm lắm các anh chị, bị nợ tiền. Mà lúc đó cũng ra trường mới có được 1-2 năm thôi. Cho nên được cái liều với lì, đúng rồi. Được 2 năm thôi các anh chị. Cho nên là còn mà còn rất là trẻ và nói chung mình chưa có cái gì hết. Thất bại là rất bình thường. Rồi sau đó bị mất một thời gian đó là phải quay, Phương phải suy nghĩ xem mình có nên đi tiếp cái ước mơ của mình hay không, hay là mình quay trở lại cái công việc gọi là chuyên ngành đó, các chuyên môn. Tại vì Phương thì có chuyên ngành đó là Phương học tiếng Anh bên tài chính ngân hàng, cho nên đó là mình khá là tự tin cái chỗ là mình có thể đi làm ở nhiều những công ty nước ngoài khác nhau. Và lúc đó là Phương bị đánh nhau trong tư duy đó, trong cái suy nghĩ của mình đó là không biết mình bám lấy cái ước mơ của mình ấy, hay là mình sẽ quay trở lại mình đi kiếm một công việc nào đó rồi mình an phận, tức là mình thôi thì an toàn với cái công việc làm công ăn lương đem lại thu nhập ổn định. Và hai cái luồng suy nghĩ đó đánh nhau, các chị đánh nhau thực sự luôn. Trong khi đó thì gia đình ba mẹ của mình ấy thì không thích Phương bon chen Phương đi làm kinh doanh, bởi vì gia đình thì cũng không có cái nền tảng đi, tức là cũng không có truyền thống là đi làm ăn buôn bán kinh doanh đâu các anh chị. Làm cũng xuất phát là những cái người gọi là ông bà thì là nông dân, rồi xong đến ba mẹ thì cũng đi làm công nhân các anh chị.
thành ra là nhà cũng không phải là dư dả điều kiện, cũng như là không phải có nền tảng hay có những sẵn cái máu kinh doanh trong cái chị, mà không biết làm sao mình mê tiền dữ vậy á, không hiểu nữa, thê thảm nhiều chập lắm rồi, nhưng mà cũng vẫn bám sát lấy cái ước mơ của mình. Và rồi mình quyết định đó là mình không quay trở lại làm công. Sau vài tháng vật vờ và đói ăn các anh chị, thì bây giờ phải đứng lên để mà đi làm lại thôi. Và Phương bắt đầu bước vào trong ngành bất động sản. Thì năm 2016 đã bắt đầu, thì cũng rất là may mắn, mình làm như kiểu trời thương á các anh chị. Cũng bon chen, lăn lộn. Thì năm 2016, cái đợt đó trong thành phố Hồ Chí Minh cũng khá khá là bất động sản cũng hot, cũng nóng. Thì bắt đầu là mình kiếm được tiền, mình sell được hàng, bắt đầu là mình có tiền, sau đó là mình đầu tư vào lĩnh vực tài chính nha anh chị. Thì lĩnh vực tài chính đó là trong cái thời gian đó cũng đúng cái trend 2017 luôn á, là kiếm được cũng khá là nhiều tiền. Và từ cái đợt mà Phương kinh doanh, Phương sell, Phương làm bất động sản và Phương đầu tư bắt đầu tài chính ấy, thì mình kiếm được khá là nhiều tiền trong hai cái lĩnh vực này. Và lúc đó mình cũng có thể mua nhà, mua xe được cho cá nhân của mình từ cái việc đầu tư và mình kinh doanh, gọi là bán hàng, bán bất động sản. Nhưng mà mình lại mất rất là nhiều tiền các chị, tức là kiếm ở đâu thì mất ở đó, bởi vì mình ham hố mà, lúc đó trẻ lắm, nhiều tiền đó thì đâu có biết giữ đâu. Và chưa kể là Phương còn thấy là Phương may á, mất tiền nhưng mà may là chưa có ôm nợ. Chứ Phương thấy chứng kiến cái giai đoạn 2017 đó, nhiều người á là tham tới mức đó mà đi vay mượn tiền để đầu tư tài chính á, xong cái rồi là mất hết luôn, là bán nhà bán cửa bán đất đai đi để trả nợ các anh chị. Mà mình thì làm gì có nhiều đất đai đâu mà đi bán, cũng may là mình không tham. Cho nên đó là Phương chỉ bị mất tiền, những số tiền mà mình đã kiếm được thôi, không tới nỗi là bị ôm nợ các anh chị. Thì mình thấy sợ quá, mình hoảng loạn, lúc đó là Phương cảm thấy là Phương tụt hố lần nữa các anh chị. Và mình cảm thấy là cái ngành này không ổn, Phương phải tìm một cái gì đó nó an toàn hơn, nó có cái tính đảm bảo hơn. Thì sau đó là Phương mới qua cái ngành bán lẻ. Thì trước khi mà Phương bước vào, Phương gặp DJ á các anh chị, thì là cái năm cuối năm 2017 đầu 2018 là Phương mở cái cửa hàng bán lẻ đầu tiên là nhượng quyền cái thương hiệu Shop Go nè. Sau đó là cái cửa hàng thứ hai á, lúc đó Shop Go bị Vinmart mua lại, cho nên là Phương làm thương hiệu riêng đó là Polymart. Có cái mong ước á, là hồi đó là Phương biết, Phương thích cái tư duy của ông Walmart á. Cái ông chủ của cái chuỗi siêu thị mà lớn của Mỹ á các anh chị, chuỗi gọi là bán lẻ của Mỹ á, bán rất là rẻ. Và ông nói là có 1 triệu người, chỉ cần mỗi người á mang đến cho bạn 1 đô thôi thì bạn cũng là triệu phú đó. Ông nói như vậy á các anh chị. Thế đó, cái tư duy ngành bán lẻ của ông á là tức là mình sẽ có cái lợi nhuận trên một cái số rất là lớn. Thì Phương cũng có cái ước mơ là làm trong ngành bán lẻ, thì tự nhiên mình lại không biết sao nảy sinh cái ước mơ đó thôi, từ cái một cái tư duy, một cái câu nói, một cái đọc một cái quyển sách, vài quyển sách và nói về ngành bán lẻ. Thì Phương bắt đầu Phương thích và Phương quyết định là đầu tư vô cái này, thì mình có cái dòng tiền, Phương nghĩ là như vậy. Và mình cũng có ước mơ là mình sẽ phát triển chuỗi, tức là ra cái thứ hai, ra cái thứ ba, và có thể là có cả chục cái như vậy ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà gọi là người tính không bằng trời tính anh chị. Năm 2020 chưa kịp ra cái thứ ba, chưa có kịp gọi là vận hành cái thứ hai cho nó nên hồn, thì Covid, mà các anh chị biết được rồi, là Covid là Phương nhìn thấy, là Phương thấy là tình hình như thế này là mình không cầm cự nổi, bởi vì mình biết cái sức của mình mà, mình vốn đâu có lớn bằng mấy cái ông gọi là mạnh trong ngành bán lẻ đâu. Cho nên là Phương quyết định là Phương rút lui, Phương sang lại mặt bằng các anh chị. Mà cũng rất là may mắn đó là Phương có một cái phao thứ hai, đó chính là cái ngành gọi là kinh doanh online. Song song với cái ngành bán lẻ cửa hàng đó đó, thì Phương mới cảm thấy là bán lẻ thì cũng không ổn, bởi vì lợi nhuận nó thấp quá các anh chị. Nói chung là lóc tóc kiếm từng đồng lẻ đó, đúng nghĩa là kiếm 1 đô luôn đó các anh chị, theo cái quan điểm của ổng luôn. Nhưng mà mình làm gì đã có chuỗi đâu mà để kiếm cả triệu đô, mình mới chỉ có vài một hai cửa hàng có vài trăm khách, thì cho nên là nó rất là ít anh chị. Nếu anh chị nào làm trong ngành bán lẻ thì biết được cái lợi rất là nhỏ đó, rất là chi bé xíu à, lượng bạc cắt thì là trừ hết chi phí lợi nhuận của mỗi cửa hàng như vậy không có nhiều đâu các chị, nhìn hoành tráng như vậy thôi nhưng mà lợi nhuận ít lắm, phải là chuỗi đúng nghĩa thì mới có tiền. Và lúc đó Phương cảm thấy không ổn, thế là trong thời gian Phương dạo kiểu Phương cầm cự á, thì Phương bắt đầu bước vào đi online, kinh doanh online, bởi vì Phương thấy cái ngành này sao mà ít rủi ro quá mà nó lại màu mỡ nữa. Thế là mình bắt đầu mình đi học để mình kinh doanh online. Cũng rất là may là mình biết bước vào cái ngành nghề bán hàng online này từ cái năm 2017 2018.
Mình Phương cũng bán lẻ một số các mặt hàng mỹ phẩm với thực phẩm chức năng mà Phương nhập ở bên nước ngoài về, Phương tự Phương bán thôi, với lại Phương lập fanpage rồi trang web các thứ để cũng bán thì cũng ổn chứ cũng không phải là phát triển quá mạnh. Nhưng mà may là thời gian đó làm như vậy thì cầm cự là Phương biết đến BC, Phương biết đến BC năm 2019 đó các anh chị. Và lúc đó thì BC còn bé lắm, cũng mới thành lập được vài tháng, hồi đó Phương nhớ là tháng 3 năm 2019 thì chị Sao Sinh ấy, hiện bây giờ chị Sao Sinh đang là quản lý kinh doanh của bên Live Gift á, các chị có chắc các chị biết chị Sao Sinh đúng không ạ? Chị Sao Sinh là người bảo trợ trực tiếp của Phương chứ không phải là anh Hoàng Vũ. Thời gian đó chị Sao Sinh là dụ Phương đi chơi với BC, Phương nhớ tháng 3 năm 2020 năm 2019 á, là cái thời gian đó là cái buổi đi chơi ở ngoài Long Hải và tuyên dương cho các anh chị tổng đại lý mà của mình bây giờ, như là thằng Vũ nè, Phạm Hằng nè, Quốc Vũ nè, Úc My nè, Ti Ti nè, rồi Nguyễn nè, đó là những anh chị đó, có cả Mai Hậu cũng đi trong chuyến đó nữa, là tuyên dương các anh chị đó lên 3 sao, giống như cái hồi đó gọi là, Phương không nhớ gọi đó hồi đó cấp bậc gọi là gì nữa, nhưng mà đại loại là tuyên dương chung cái thành tích 3 sao của mình bây giờ ấy. Thì VC thành lập cuối 2018 là thành lập công ty, thì cái năm đó cái tháng đó là tuyên dương các anh chị, không kể câu chuyện cho các anh chị để các anh chị hiểu hơn. Thì lúc đó là sao chị Sao Sinh dụ Phương đi chơi với lại cái team VC, Phương cũng đâu biết mọi người đang làm gì đâu, thế là mình đi chơi, mình cũng có cơ hội mình gặp lại anh Sơn, anh Ấn, và anh Sơn có chia sẻ về mô hình của VC, về sản phẩm. Phương thấy là BC bán có vài sản phẩm, lúc đó chắc BC chống khoảng chục sản phẩm toàn mỹ phẩm không. Thế là Phương mới cảm thấy là có gì hay ho đâu, mình cũng đang kinh doanh online nè. Thế là Phương mới không quan tâm đó anh chị, không quan tâm tới BC trong cái đợt đầu tiên đó. Thì tới tháng tháng mấy nhỉ, tháng 10, tháng 11, tháng 1 gì đó. Đúng rồi, tầm khoảng 6 tháng sau, tức là tháng 8 thì Phương trở thành đại lý của BC. Lúc đó là bắt đầu là BC có văn phòng ở thành phố Hồ Chí Minh. Thế là mình mới tới và mình mới đầu tư một vài cái người nhân viên ở đó để bán hàng, tại thấy BC có data. Thì nói chung là mình vẫn chưa hiểu nhiều về mô hình của BC. Cho tới mãi tháng 5 2020 là các chị biết được cái đợt dịch đúng không? Là Phương đóng cửa hai cửa hàng. Thì đúng cái đợt đó là BC bắt đầu chuyển dịch lên cái nền tảng online, có chương trình 5 em, chương trình 5 em lúc đó mới chính thức tháng 4 mới chính thức ra đời các anh chị, chính tháng 4 năm 2020 mới chính thức ra đời. Thì khi đó là anh Sơn nói với Phương á, là bây giờ em tập trung em làm đi. Chạy 90 ngày luôn, lúc đó đúng tháng 5 2020 có 90 ngày, tháng 4 anh Sơn nói Vương ngồi đó, bây giờ em bắt đầu như thế nào, em làm em chạy 90 ngày đi. Ok, chạy 90 ngày, thế là bắt đầu BC luôn đó các anh chị. Lúc đó bắt đầu Phương mới tập trung, Phương hợp tác với BC và Phương phát triển tới thời điểm bây giờ. Và cũng rất là cảm ơn những người gọi là ân nhân của Phương, những người ân nhân của Phương đó là anh Sơn nè, Mai Hậu nè, tổng đại lý Mai Hậu, tổng đại lý Phạm Hằng, tổng đại lý Hoàng Vũ nè. Và những anh chị gọi là tín ngang của mình đó, như là anh tổng đại lý Lý Nguyễn, Úc My, Ti Ti, rồi trong đó sau này có những anh chị như là chị Giang Thía, chị Lê Sự nữa, đều là những tổng đại lý mà leader rất là tuyệt vời các anh chị. Không thể nào mà có được một cái hệ thống cũng như là có được cái sự phát triển nếu như mà không có mặt tất cả các anh chị tổng đại lý với leader, đặc biệt là cũng như những người anh đứng đầu ở VC. Những anh người nhẹ, gọi là những người mà đồng sáng lập như anh Sơn, anh Ấn, anh Lương. Thì một lần nữa Phương mượn chàng phá tay những hàng hoa tim của các anh chị, cảm ơn tới tất cả những người ân nhân này, các chị có thể gọi đó là ân nhân thật sự đấy, bởi vì đã giúp cho Phương đã tìm và nắm bắt được một cơ hội, một cái công cụ rất tuyệt vời để thực hiện được cái ước mơ của mình, đó là được tự do tài chính các anh chị. Phương ấp ủ cái ước mơ từ cái thời Phương làm bất kỳ một cái gì, Phương cũng đi tìm kiếm cái giá trị, đó là tự do tài chính. Làm cửa hàng hay làm bất kỳ ngành nghề gì mình cũng đều có mong ước đó là tự do tài chính thôi. Thì nhờ BC, nhờ 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 công cụ này, nhờ nhờ cơ hội này các anh chị, Phương đã có thể thực dần 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 á, trên con đường thực hiện được cái mục tiêu ước mơ của mình. Thế thì cái câu chuyện ngày hôm nay á, nó giúp cho Phương rút ra được khẳng khẳng định hơn thêm cái công thức nữa các anh chị. Chúng ta đã từng đâu đó, cảm ơn các anh chị rất là nhiều, mở khung chat ra mới thấy rất là nhiều những chàng hoa, chàng tim, các anh chị rất là tuyệt vời ha. Và đồng thời mọi người chúng ta có thể gửi những cái lời cảm ơn đến tuyến trên của mình, bởi vì đó đó là những nhà ân nhân của các anh chị ạ. Sau này các anh chị chúng ta thành công rồi, chúng ta lên 3 sao, chúng ta lên đại lý chi nhánh, chúng ta lên tổng đại lý, thì chắc chắn các anh chị chúng ta sẽ phải thừa nhận đó những người tuyến trên của các anh chị á.
là ân nhân của mình, đúng không ạ? Thật sự rất tuyệt vời. Và đây là một cái công thức mà có thể các anh chị chúng ta không tin, hoặc có các anh chị chúng ta đã biết tới nó, có các anh chị thì rất tin. Nói chung cho dù các anh chị tin hay không thì nó cũng là một cái công thức mà hoàn toàn đúng đó các anh chị, hoàn toàn đúng. Mà hồi đó Phương, khi mà Phương không hiểu, Phương cũng không tin vào cái công thức này đâu. Nhưng mà trải qua một thời gian làm rất là nhiều cái công việc, cho tới trải qua những cái lần mà kiếm được tiền, mà có những cái lần mà thất bại te tua, thì Phương mới thấy được là cái công thức này nó có cái sức mạnh gọi là vô hình anh chị. Đó là tư duy, tức là mọi thứ nó sẽ xuất phát từ tư duy, đúng không ạ? Tư duy nó sẽ dẫn đến chúng ta hành động, hành động sẽ tạo ra cái thói quen. Chúng ta thực hiện liên tục một cái hành động nào đó thì nó sẽ thành thói quen của mình. Thói quen thì nó sẽ quyết định cái tính cách, đúng không ạ? Nếu như bạn thường xuyên có thói quen đúng giờ thì bạn sẽ có một cái tính cách đó là kỷ luật. Nếu bạn thường xuyên có cái hành động và thói quen của bạn đó là sao, thường xuyên trễ giờ, thường xuyên không giữ lời hứa, không giữ cam kết, thì bạn sẽ hình thành nên một cái tính cách đó là sao ạ, không kỷ luật, rất là vô kỷ luật, rất là thiếu trách nhiệm, thì nó sẽ quyết định đến cái số phận của mình, đúng không ạ? Cho nên mọi thứ nó xuất phát điểm đó là từ tư duy, tư duy nó sẽ dẫn đến cái số phận. Cũng giống như là chúng ta gieo cái hạt nào thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận cái quả đó. Không thể nào mọi người chúng ta đi đi gieo cái hạt cam mà lại kỳ vọng là mình sẽ gặt được cái quả táo, đúng không ạ? Điều này không thể. Nhưng mà rất nhiều các anh chị á thì á, lại toàn chăm chăm tới cái quả không à, tức là cái số phận không à, tức là khi mà mình gặt được một cái vấn đề, gặt được một cái kết quả nào đó, khi chúng ta thành công thì chúng ta chỉ biết vui mừng thôi. Có thể chúng ta chỉ biết vui mừng thôi. Hồi xưa Phương cũng vậy. Hồi xưa khi mà Phương kiếm được tiền, Phương kiếm được tiền rất nhiều tiền khi mà mình mới tuổi 25, 26, thì mình cảm thấy mình hả hê các anh chị, mới chỉ biết tới kết quả này thôi. Nhưng mình không biết được là kết quả đó nó đến từ đâu. Và khi mà mình mất do không phải do chính mình tạo ra thì mình ngồi mình than khóc, đúng không ạ? Và khi mình thành công á, thì mình không biết thành công nó đến từ đâu. Khi mình thất bại á, khi mình có đau thương á, mình cũng không biết chuyện đó tới từ đâu, và mình ngồi mình than trách, đúng không? Nhưng mà cái quan trọng nhất là chúng ta thử coi xem là mình đang gieo cái hạt gì. Bởi vì mỗi ngày chúng ta đều đang gieo hạt các anh chị. Mỗi ngày mình đều đang gieo hạt. Hôm nay các anh chị gieo cái hạt gì là chúng ta sẽ quyết định cái quả chúng ta sẽ gặt được sau 2 năm, sau 3 năm, sau 5 năm sau. Cho nên mọi người sẽ phải thật chú trọng vào những cái tư duy, những cái suy nghĩ mà ngày hôm nay chúng ta gieo. Chúng ta gieo trên chính bản thân mình, chúng ta gieo trên người khác. Các anh chị, chúng ta nói một cái điều gì đó, chúng ta suy nghĩ được về một cái gì đó, về một cái người nào đó, nó cũng sẽ quay trở lại, nó sẽ trở thành một cái quả trên chúng ta sau một thời gian. Không biết là nó sẽ xảy ra quay trở lại chúng ta vào thời điểm nào, nhưng mà chắc chắn nó sẽ quay trở lại các anh chị. Bởi vì chắc chắn là gieo nhân nào thì hạt quả nhận thì gặt quả đó, đúng không ạ? Cho nên chúng ta phải, mọi người phải chú trọng vào những cái điểm này nha, bởi vì nó rất là nhỏ và đôi lúc mình không có chú ý đâu. Nhưng mà cái điều chúng ta cài đặt cái tư duy ban đầu đó, để dẫn tới cái việc chúng ta gặt được cái số phận tương ứng trong tương lai đó, nó là một cái công thức mà tất cả những cái người thành công họ đã họ họ đã chia sẻ rồi, nhưng mà đôi lúc chúng ta không tin hoặc chúng ta áp dụng không triệt để. Có cái câu ở bên Phật giáo đó, nói là con người thì sợ quả, Bồ Tát thì sợ nhân, đúng không ạ? Tức là người ta, nên những cái vị thánh nhân là người ta nhìn trước, là người ta lo khi mà cái nhân nó được gieo rồi, nhưng mà con người thì không, các anh chị, toàn là tới cái lúc đó mà có kết quả rồi, gặp được cái kết quả rồi đó, bắt đầu mới lo đi thay đổi. Nhưng mà lúc đó thay đổi cái kết quả thì đâu có được gì đâu, đúng không ạ? Cho nên ngày hôm nay các anh chị, mỗi phút chúng ta sẽ cần phải cài đặt cái tư duy tích cực trong đầu của mình, bởi vì các anh chị chúng ta muốn gặp những kết quả ngọt, đúng không ạ? Con người sợ quả, Bồ Tát sợ nhân, chính xác ạ. Các anh chị chúng ta hãy cài đặt cái tư duy này vào mỗi ngày các anh chị ha. Không biết là cái hai cái câu đầu này là, các anh chị, tôi là chủ nhân của chính số phận tôi là thuyền trưởng của con tàu tâm trí. Hai câu đầu này á, không biết vì một cái lý do gì nó có duyên tới với Phương. Cái thời gian mà Phương đọc cái bộ sách Dạy Con Làm Giàu, thì đồng thời cái năm đó là Phương cũng biết được cái quyển sách đó là Nghĩ Giàu Làm Giàu của Napoleon Hill. Và đầu quyển sách đó nó có hai cái câu nói này, nhưng mà không biết, không biết bằng một cái phép màu nào đó mà Phương lại cảm thấy có cảm giác. Phương đọc hai câu này Phương cảm thấy nổi da gà. Cái lần đầu tiên Phương đọc Phương cảm thấy rùng mình các anh chị. Phương cảm thấy có một cái gì đó nó giống như nó tác động vào 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 khối não của mình á.
Và Phương lấy hai câu này á, Phương viết vào cái tờ giấy decal sticker á, Phương dán thẳng lên cái bức tường mà Phương nằm ngủ á. Phương nằm ngủ á, và mỗi lần mở mắt dậy, ngồi dậy cái là mình thấy cái tờ giấy đó dán ngay phía trước mặt của mình. Mà năm đó là mình 22 tuổi, chưa 21 tuổi đó anh chị. Năm đó mình 21 tuổi. Và Phương không biết Phương lại có cảm giác với hai câu này anh chị. Tôi là chủ nhân của chính số phận tôi là thuyền trưởng của con tàu tâm trí. Các anh chị chúng ta hãy định vị mình như vậy, chúng ta hãy định vị mình á, là chủ nhân của chính số phận của mình, chúng ta không phải là nạn nhân của bất kỳ ai, của bất kỳ hoàn cảnh nào, đúng không ạ? Đây là những cái tư duy mà Phương đã vô hình Phương cài đặt cho chính mình mà Phương không biết các anh chị. Rồi Phương không biết mấy cái này, Phương không biết tất cả về cái tư duy này nọ dẫn dẫn gì đâu, nhưng mà tự nhiên mình rất thích hai câu này và mình dán nó lên các anh chị, và tự nhiên nó định hình vào cái suy nghĩ của Phương mỗi ngày. Không biết có thể là do Phương có một cái gì đó mà Phương rất là may mắn vì Phương yêu sách các anh chị. Phương yêu sách từ khi Phương là một con mọt sách, từ cái thời cấp 3 à, từ thời cấp 2 luôn. Từ thời cấp 2, cấp 3 là Phương đã là mọt sách rồi. Và Phương cũng không có là có người bạn nào hết ngoài sách. Thật sự là Phương là một người sống rất là khép kín nội tâm các anh chị. Để Phương sẽ chia sẻ với các anh chị tại sao xíu nữa đi, Phương sẽ chia sẻ tại sao lại là Phương sống nội tâm. Cái câu chuyện này là cái câu chuyện mà không ai tin được luôn á. Nhưng mà nó lại có thật, nó trải qua và Phương chứng kiến được cái câu chuyện của bản thân mình, nó mắc cười lắm. Nó ngược lại hết trơn với những gì mà người ta nghĩ các anh chị. Tôi chắc chắn là người thành công. Mọi người comment những câu này, mọi người thích câu nào nhất mọi người comment câu đó. Và mọi người hãy đi tìm một cái câu nói nào đó mà mọi người thấy tâm đắc từ cái tư duy ấy, mọi người cài đặt vào. Từ ngày hôm nay các anh chị chúng ta, ai mà chúng ta còn chưa có thói quen có tư duy tích cực thì mọi người hãy thay đổi, đúng không ạ? Tôi sẽ vượt qua tất cả mọi khó khăn trở ngại để đạt được cái mục tiêu của tôi, đúng không ạ? Tôi sẽ luôn tiến về phía trước anh chị. Tôi tin tưởng ở bản thân tôi. Tôi chắc chắn sẽ, đó là bắt đầu ngày hôm nay, từ ngày hôm nay trở đi, các anh chị chúng ta bắt đầu hãy áp dụng những cái câu nói này. Chúng ta hãy tập các anh chị cái cách chúng ta nói chuyện với chính bản thân đó, chính là cái cách mà chúng ta đang gieo cái hạt, đó là từ tư duy, đúng không ạ? Quan trọng lắm. Nếu chúng ta có cái thói quen hay nói với bản thân mình đó là sao cái này khó vậy, xong xong mọi thứ tới với tôi nó hay có khó khăn vậy, sao ông trời không, sao ông trời bất đối xử bất công với tôi vậy. Các anh chị chúng ta đang làm, chúng ta đang hại não chính cái tư duy của mình. Chúng ta đang gieo một cái hạt cực kỳ là tệ và trong cái tư duy của mình, nhưng mà các anh chị không biết, đúng không? Đúng rồi, chị thật sự là đúng. Đối thoại với chính mình là đang gieo hạt trên chính mình đó các anh chị. Và cách các anh chị chúng ta nói chuyện với người khác lại là cách chúng ta gieo hạt. Chúng ta gieo một cái hạt đi ra ngoài, nhưng mà cái hạt đó nó cũng sẽ một ngày nào đó nó quay trở lại chính các anh chị. Cho nên các anh chị chúng ta cẩn thận nói chuyện với chính mình. Đó là chúng ta đang tư duy, chúng ta suy nghĩ. Cẩn thận chúng ta nói chuyện hay chúng ta nói chuyện với người khác, đúng không ạ? Lời nói, ngôn ngữ chúng ta phát ra đã gieo đi là nó sẽ phát một cái tần số nó quay trở về các anh chị. Cho nên mọi người chúng ta hãy chú trọng đến cái này ha. Chúng ta hãy thường xuyên kèm những cái ngôn ngữ chắc chắn. Tôi chắc chắn sẽ làm được, đúng không ạ? Thì đó chính là cái định vị. Bây giờ mà các anh chị cài đặt luôn, tôi là người thành công, đúng không ạ? Tôi là người bán hàng giỏi. Các anh chị sợ cái gì, các anh chị muốn làm tốt, các anh chị cứ nói cho Phương. Tôi là người sẽ thành công, tôi sẽ bán hàng giỏi, tôi sẽ tuyển dụng giỏi. Để Phương kể cho các anh chị nghe về câu chuyện là tại sao nó có cái này. Cái năm Phương cấp 3, cái năm Phương cấp 3 tức là chuẩn bị thi đại học thì Phương bắt đầu chọn ngành, đúng không ạ? Phương cũng không biết là mình thích cái gì hết. Thực sự lúc đó chưa định, định gọi là hướng nghiệp chưa có được tốt lắm đâu. Không biết mình thích cái gì hết. Và Phương mới nói với mẹ Phương, thì mẹ Phương mới, các anh chị nghĩ đi, là nếu như mẹ mình á là người nuôi mình 18 năm, hiểu mình hết, chăm sóc mình từng ly từng tí, thì các anh chị nghĩ nếu như mà mẹ mình mà nói một cái lời khẳng định gì đó về cái tính cách, về con người của mình ấy, thì mọi người nghĩ là đúng không? Mọi người có tin không? Mọi người có nghĩ là điều đó đúng không? Theo mọi người nghĩ là mẹ Phương là một cái người rất là tâm lý nha. Thật ra là mẹ Phương là người tâm lý lắm, chứ không có phải là cái người ép đặt Phương. Tức là bản thân Phương là một cái người tính cũng gọi là cũng khá là độc lập, nhưng mà ít nói lắm các anh chị, không có nói nhiều, cũng không sống khép kín, không có cần bạn bè gì hết đâu. Những cái năm Phương học cấp 2, cấp 3 là mình không có bạn bè nhiều các anh chị, và mình cũng không có, tức là Phương, mà các anh chị có thể tưởng tượng là một cái đứa mà có thể từ sáng đến tối ngồi một chỗ ôm cái sách hay ôm cái máy tính, không cần phải nói chuyện với ai, là các anh chị hiểu rồi đó. Là các anh chị hiểu rồi đó.
không cần phải nói chuyện với ai hết, chỉ cần ôm cái máy tính, ôm cái điện thoại, anh chị ôm cái quyển sách thôi là có thể từ sáng đến tối được. Đó là anh chị hiểu được là một cái đứa như thế nào, mọt sách mà. Mẹ Phương nói một câu như thế này nè: con á, sau này chỉ có thể làm những cái ngành nghề mà không cần giao tiếp thôi. Con làm cái gì đó liên quan tới nghiên cứu, liên quan tới sổ sách hay là những con số thì phù hợp hơn. Đó đó, mẹ Phương nói chung là mẹ Phương dán cho Phương một cái nhãn như vậy đó các anh chị, dán thẳng cho mình một cái nhãn luôn, đó là con không làm được tốt trong cái ngành nghề về giao tiếp, trong ngành nghề về giao tiếp. Thế là Phương cũng nói chung Phương nghe Phương biết vậy thôi, nhưng mà như là hình như lại vì mình cũng không có tin các anh chị, Phương không có tin. Thế là rồi thêm câu nữa các anh chị, thế mình mới vui nè. Lúc đó là Phương không có giỏi sân khấu, tại vì không bao giờ mình lên sân khấu hết, có bao giờ mà mình làm bất kỳ một cái hoạt động nào, kịch nói cấp 3 Phương không tham gia cái gì hết luôn đó các anh chị. Cấp 3 Phương không tham gia bất kỳ một cái hoạt động nào, mặc dù là cũng có các chương trình này nọ kia ở trường văn nghệ văn vừng đấy, mà mình không bao giờ mình tham gia, chỉ có là học thôi. Và ước mơ của mình là đi du học, lấy học bổng để đi du học các anh chị. Và có lẽ nếu như mà không đọc cái bộ sách Dạy Con Làm Giàu đó thì có lẽ cái cuộc đời của Phương đã một cái hướng khác các anh chị, có lẽ là Phương đã đi du học. Nhưng mà vì là sau khi là đọc cái quyển sách đó xong, bỏ hết các anh chị, không có đi du học hết gì nữa hết. Các anh chị biết là mẹ Phương phán một câu cái năm cấp 3 Phương học đại học ấy, năm cấp 3 chuẩn bị vô đại học đó, là con sau này không có thể làm được cái ngành nghề nào trên sân khấu đâu. Nói chung á là con cứng đơ cứng ngắc à, không có làm được cái gì mà trên sân khấu hết. Nói chung là mấy cái ngành nghề như kiểu như ca sĩ, diễn viên hay là MC hay gì gì đó đó là không thể nào mà làm được. Đấy. Thiệt luôn đó các anh chị, bây giờ Phương nhắc lại Phương trêu mẹ Phương đó, mẹ Phương cũng muốn cười. Thì các anh chị biết được đó là mình nghe rồi mình biết như vậy thôi. Và mình cũng làm ngân hàng mà thị pháp, Phương đi vào ngành nghề ngân hàng đó các anh chị, thì cũng nghĩ là chắc mình vào đó mình làm sổ sách ngân hàng hay gì gì đấy, chứ cũng không nghĩ là mình sẽ đi sale gì đâu. Thì bắt đầu là Phương năm ba Phương đặt được quyển sách đó là bắt đầu Phương bỏ, không biết làm sao Phương thay đổi 180 độ luôn các anh chị. Trời ơi, mẹ Phương nhảy sừng cồ ra luôn. Tại sao đang đang mục tiêu đi du học, đang mục tiêu đi lấy học bổng đi du học mà lại bỏ hết rồi đi đi làm mấy cái ngành nghề vớ vẩn tào lao. Mẹ Phương chửi Phương như vậy và ba Phương cũng phản đối kịch liệt cái giai đoạn mà Phương chuyển hướng Phương kinh doanh các anh chị. Mà mình được cái là liều với lì, mẹ Phương nói với các anh chị đó, liều với lì là cái tính của Phương mà, thích làm cái gì là làm thôi. Lúc ngoan thì ngoan lắm, nhưng mà lúc mà gọi là đã quyết định một cái gì đó rồi thì cực kỳ là gọi là kiên kiên gọi là kiên định luôn. Và ba mẹ Phương cũng muốn sợ Phương luôn, mà cái thời gian đó là có một số giai đoạn đó là ngồi ăn cơm mà trong chan trong nước mắt đó các anh chị, là bởi vì tối ngày nhai Phương cái dụ là tại sao đi kinh doanh làm gì, tại sao không lấy cái bằng đó để mà đi xin việc đi các anh chị đó, và tại sao con không thế này thế kia, tại sao con không đi làm, rất là nhiều những cái câu nói được dội vô trong đầu của mình các anh chị, dội trong đầu của mình. Và thực tế luôn không phải chỉ mẹ Phương đâu, ngay cả bây giờ có một cái gì mà ở hàng xóm chứng kiến Phương lớn từ từ lúc Phương sinh ra cho tới Phương lúc lớn lên, đó là cái gì á cũng hơn Phương khoảng chừng chục tuổi thôi, thì dì mới nói Phương á là hồi sao sao đợt này sao sao bây giờ thấy Phương thay đổi rất là nhiều, hồi xưa dì còn nghĩ con đi tu cơ. Tức là Phương gọi là đơn giản và bình thường tới mức độ mà người hàng xóm còn nói với mình câu đó rồi các chị, bây giờ ngồi hay trêu lại và cười như vậy, mà hồi xưa dì còn nghĩ con đi tu cơ. Tức là quần jean áo không vạt, không móng, không sơn móng tay, không cầu kỳ, không điệu đà các anh chị, rất đơn giản đó. Và đó là hình thành của Phương hồi xưa, hồi mà Phương chưa có thay đổi. Và bắt đầu khi mà Phương cài đặt được cái tư duy, Phương biết được mình muốn cái gì thì á, là Phương thay đổi rất là nhiều các anh chị. Và từ cái việc mình biết là mình muốn gì, để có video nữa ta, các anh chị có muốn coi video, Phương tặng cho các anh chị một cái video nè, một cái video mà Phương rất là, một cái đoạn video Phương rất là thích. Đây, để Phương share cái này lên cho các anh chị. Ok, các anh chị chúng ta có nghe xem rõ được cái đoạn video clip không ta? Tuyệt vời không ạ? Các anh chị thấy cái video clip vừa rồi như thế nào ạ? Có thể một số anh chị cũng xem cái video này rồi á. Nhưng mà xem lại Phương thấy, Phương nghĩ là cũng vẫn đều rất là hay, đều rất ý nghĩa đúng không ạ? Bởi vì Phương xem cái video này rất là nhiều lần rồi, nhưng mà mỗi lần xem á thì đều có cảm xúc. Và bản thân Phương nó nghĩ là mỗi người chúng ta sẽ luôn 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 các chị, ai trong cuộc đời này cũng sẽ đều bị dán nhãn hết đúng không ạ, sẽ đều bị dán nhãn bởi vì chúng ta có nhiều người xung quanh lắm, và mỗi người ấy nhìn chúng ta và gắn cho chúng ta một cái nhãn khác nhau, cho dù đó là cái người thân cận nhất trong gia đình và người thân yêu nhất của các anh chị luôn thì cũng sẽ có cái hành động đó là dán nhãn.
Bởi vì các anh chị cứ thử suy nghĩ thì bản thân mình á, cũng đầy những lúc chúng ta dán nhãn người khác mà, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta đâu có quyền cấm người khác dán nhãn mình đâu, nhưng mà chúng ta có quyền lựa chọn là mình tin hay không, đúng không ạ? Và mình tin cái gì chúng ta có quyền lựa chọn. Chúng ta không thể nào cấm người khác dán nhãn mình được, nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn cái cách chúng ta suy nghĩ về bản thân mình. À, và chúng ta hãy lựa chọn cái cách đó là sao, bản thân mình là vô giá, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ chỉ là chúng ta chưa đặt được đúng nơi thôi, và chúng ta chưa phát huy được hết cái giá trị của mình thôi, chứ không phải á, là mình sẽ có giá trị theo cái định giá của người khác. Và câu chuyện này nó khiến Phương có những cái suy nghĩ rất là nhiều các anh chị về cái việc đó là chúng ta là mỗi ngày chúng ta sẽ suy nghĩ gì về bản thân, chúng ta sẽ nói gì với bản thân mình, nó đều rất là quan trọng. Và chúng ta hiểu về bản thân nó lại càng quan trọng hơn. Có một câu nói, có một câu nói của một cái người nhà hiền triết các anh chị mà cũng rất là nổi tiếng mà Phương cũng không có nhớ tên, đó là bất hạnh lớn nhất của con người là sống hết một đời vẫn không biết mình là ai. Các anh chị có thấy là đó là bất hạnh không ạ? Trong mình đi cố gắng, mình đi hiểu, đi khám phá thế giới, đi khám phá người này người kia, nhưng mà đến cuối đời nhìn lại không biết mình là ai, sống hết một đời luôn vẫn không hiểu được mình muốn gì, mình là ai, thì đó chính là cái bất hạnh lớn nhất. Cho nên ngày hôm nay mới có cái chủ đề mà Phương muốn chia sẻ là định vị bản thân các anh chị. Bắt đầu một cái hành trình gì trong cuộc sống này, Phương nghĩ cái người mà chúng ta cần phải hiểu rõ nhất á, không ai khác chính là bản thân mình. Mình phải hiểu bản thân mình trước đi đã thì mình mới hạnh phúc được. Ít nhất Phương thấy là chưa thành công, chưa cần phải kiếm nhiều tiền gì hết đâu, nhưng mà mình phải hiểu mình muốn gì cái đã, đúng không ạ? Cho dù các anh chị chúng ta có thể không giàu có, không phải nhiều tiền đâu, nhưng mà mình biết mình muốn gì, mình biết mình là ai và mình cần gì trong cuộc đời này, chúng ta đã hạnh phúc rồi, đúng không ạ? Là chúng có thể chúng ta đạt được cái mục tiêu của cuộc đời của mình rồi, chứ không nhất thiết phải phải cần phải giàu có hay là phải theo một cái thước đo nào đó của xã hội hay của những người xung quanh áp đặt lên cho mình, đúng không ạ? Chúng ta hãy tự trả lời những câu hỏi về bản thân mình khi chúng ta bắt đầu một cái hành trình nào đó. Khi chúng ta hãy nhìn lại trong từng quá trình anh chị, để mình sẽ hiểu hơn về bản thân mình qua những câu hỏi điểm mạnh điểm yếu của mình là gì, mình thích cái gì, mình không thích cái gì, đúng không ạ? Chứ không thể nào mà chúng ta nhắm mắt chúng ta đưa chân, cái gì đưa cái gì mình cũng nhận, đưa cái gì mình cũng nhận, và mình mất rất là gượng ép các anh chị. Ví dụ giả sử như là bản thân Phương hơi thẳng tính nha, cho nên đây là cái quan điểm của cá nhân Phương thôi, và không nhất thiết là các anh chị chúng ta sẽ phải cho đó đúng và làm theo, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta đang trên tinh thần là chia sẻ mà, đúng không ạ? Không có cái nào đúng, cũng không có cái nào là sai hết. Cho nên là ngày hôm nay ví dụ Phương có những cái chia sẻ gì đó về quan điểm cá nhân của mình mà nó không thực đúng theo ý của các anh chị, thì các anh chị chúng ta cũng bỏ qua đi ạ. Bởi vì coi như đây là cái phần mà chúng ta nghe, chúng ta tham khảo, các anh chị thấy hay thì chúng ta áp dụng. Còn các chị chúng ta thấy mà nó hơi ngược ý của các anh chị thì cũng không sao cả. Ok không các anh chị? Cái chỗ mà thích với không thích này là các anh chị, nó quan trọng nha. Bởi vì á, các anh chị chúng ta quen rồi là mình cài đặt, chúng ta bị cài đặt từ thuở bé luôn. Đó là chúng ta làm theo một cái vòng xoay, một cái vòng lặp các anh chị. Một cái vòng lặp, tức là lớn lên thì sẽ đi học, đúng không? Tới độ tuổi đi học thì đi học. Hết 12 năm học thì lên những cái cấp bậc cao hơn, là thời gian đó là phải vào đại học các anh chị. Tức là chỉ có đại học chính là cái con đường duy nhất mà nó sẽ đem tới tiền tài hạnh phúc và thành công thôi. Mặc định như vậy là sẽ phải lên đại học, ai mà không vào đại học là coi như đó là một cái sự thất bại. Tại sao lại đó là một sự thất bại, đúng không ạ? Rồi ra trường xong là phải đi kiếm một cái công việc, bắt buộc phải đi kiếm một cái công việc nào đó mà công việc thu nhập càng cao thì ba mẹ càng tự hào hãnh diện. Thu nhập cao, tiền nhiều thì bắt đầu đi khoe, đúng không? Bắt đầu đi khoe xong cái rồi là thôi, đi làm một vài năm ổn định rồi là phải lập gia đình, đúng không? Phụ nữ là kiếm ít ít tiền thôi, là phải đi lấy chồng và phải có con. Ủa, Phương suy nghĩ lại, tại sao mình cần phải làm theo cái vòng lặp đó ta? Tại sao mới nhất định là ra trường là phải có một công việc, không có công việc thì coi như là mình không bằng ai? Tại sao là một thời gian đến tuổi đó mình phải lấy chồng, trong khi mình đâu có thích lấy chồng? Ví dụ như vậy, Phương không nghĩ là bất kỳ chúng ta phải làm vì một ai đó, chúng ta phải làm vì điều đó mọi người đều làm, chúng ta phải làm vì điều đó số đông họ làm, đúng không ạ? Cho nên bản thân Phương đến bây giờ cũng vẫn vẫn rất là đang độc thân vô tính nha anh chị. Bởi vì bản thân Phương tuy là Phương không thích thôi, đơn thể là mình không thích, và mình cũng chưa tới một cái điểm mà đó mình cảm thấy là mình muốn lập gia đình.
Cho nên là Phương kế không, mặc dù xung quanh Phương nói có rất là nhiều người sao đến tuổi này rồi còn chưa lấy chồng, coi chừng ế, bà ế vui mà. Có gì đâu. Cho nên Phương cảm thấy là chỉ cần bản thân các anh chị hiểu mình muốn gì, biết mình thích gì, biết mình cần gì trong bất kỳ công việc, các anh chị nãy Phương nói về công việc, bây giờ Phương nói về quan điểm cá nhân trong cuộc sống, tính tốt tính xấu mình phải hiểu luôn, mình biết là có tính mình tốt như vậy đó, và mình biết đây cũng là tính xấu của mình luôn các anh chị, rất là cứng đầu, rất là lì lợm, thì đó là cái tính xấu của mình. Nhưng mà đôi lúc cái tính đó cũng giúp cho mình rất là nhiều trong công việc, đúng không ạ? Mình muốn trở thành người như thế nào chúng ta cũng phải định vị, chúng ta cũng phải hiểu rõ mình muốn làm gì, mình có thể làm gì, đúng không? Đó là những cái câu hỏi các anh chị chúng ta hãy liên tục hỏi, đặt câu hỏi và khám phá về bản thân. Bánh xe cuộc đời, đây là những cái hình mà Phương hàng năm Phương đều vẽ ra, bởi vì theo quan điểm cá nhân của Phương thì tiền tài nó không có đo được tất cả về cái, nó không phải là cái thước đo duy nhất, nó không phải là cái mục tiêu của cuộc đời của mình, nó không phải là cái đích, gọi là nó không phải là cái đích đến của cuộc đời, đúng không ạ? Mà chúng ta có một cái cuộc đời hạnh phúc, đó là chúng ta cần phải cân bằng cả những yếu tố này. Chúng ta hãy tự đánh giá mỗi một cái, mỗi thời gian Phương đều đánh giá nhìn nhận lại cái xem là có thật sự cân, Phương đã thật sự cân bằng được chưa, cái bánh xe này nó đã dần tròn hơn chưa. Thì biết được bánh xe mà muốn nó gọi là nó quay được đều á thì nó phải tròn, đúng không ạ? Thì đây, về sức khỏe nè, về tinh thần nè, về cái việc phát triển bản thân nè, rồi về các mối quan hệ xã hội của mình nè, về sự nghiệp nè, về tài chính nè. Thấy tài chính tức là tiền, nó chỉ là một trong rất là nhiều những cái giá trị trong cuộc sống, đúng không ạ? Sở thích nè, các anh chị chúng ta có những sở thích gì mình đã thực hiện được chưa, đúng không? Mình có cơ hội để mình thực hiện không, đóng góp xã hội chúng ta cho đi, chúng ta có thể làm nhiều những cái hình thức để đóng góp cho xã hội, để chúng ta được cống hiến, cái đó cũng tạo nên cái giá trị của cuộc đời của mình, đúng không ạ? Thì cả tám cái bánh xe này anh chị, tức là tám cái yếu tố này tạo nên một cái bánh xe của cuộc đời, và chúng giúp chúng ta sống thật sự một cuộc đời có ý nghĩa hơn. Và đôi lúc các chị chúng ta sẽ nhìn vào, chúng ta sẽ biết được đâu là cái mà chúng ta muốn dành nhiều thời gian hơn cho nó trong cái giai đoạn này, thì từ đó mình sẽ cảm thấy là có cái mục tiêu trong từng giai đoạn các anh chị. Ví dụ như là có những năm thì các anh chị chúng ta sẽ có thể dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, cho những mối quan hệ trong gia đình của mình. Có những giai đoạn, có những năm chúng ta sẽ thích dành thời gian hơn cho sự nghiệp, cho tài chính chúng ta xây dựng trong một thời gian, đúng không ạ? Và nói chung trong cái bánh xe này không nhất thiết là chúng ta phải cân bằng 100% tuyệt đối đâu các anh chị, cũng chẳng ai cân bằng được 100%, nhưng đơn giản đó là đây là cái giống như là một cái tấm bản đồ, một cái tấm phản chiếu, mình nhìn vào mình sẽ thấy được đó là chúng ta còn có nhiều thứ khác lắm để chúng ta hướng phấn đấu vào, và không nhất thiết thì chúng ta sẽ phải theo một cái khuôn khổ của bất kỳ ai đặt cho mình, đúng không ạ? Thì đó là cái định vị, cái quan trọng nhất về bản thân. Ikigai, nếu mà chúng có những cái công việc, có nhiều các anh chị cũng đã hiểu về cái khái niệm Ikigai, đúng không ạ? Đây là một cái khái niệm bắt nguồn từ Nhật Bản. Đó là lý do của sự tồn tại, hay có một số người đó, họ dịch khác khác đi, họ dịch sát hơn, thì đó là lý do của mỗi sáng chúng ta thức dậy. Mỗi sáng các chị chúng ta thức dậy, chúng ta có happy với cái cuộc sống hiện tại hay không? Cái công việc các anh chị làm ấy, các anh chị chúng ta có đang nhằn nhăm nhó đau đớn hay không? Sáng dậy không muốn dậy đi làm, dậy một cách rất là miễn cưỡng, chúng ta đang làm mỗi công việc hiện tại chỉ vì cái thu nhập thôi. Cái công việc hiện tại là nó có bốn cái phần tư, đúng không ạ? Cái phần tư là việc bạn có thể làm tốt, việc bạn thích, việc xã hội cần, việc mang lại thu nhập. Nếu như bạn có được làm cái công việc mà bạn có thể làm tốt ấy, thì bạn sẽ cảm thấy là sao? Gọi là thoải mái. Tức là bạn sẽ thoải mái khi được làm một công việc và gọi là thế mạnh, mình làm tốt cái công việc đó. Nếu như mà bạn làm được cái công việc bạn thích ấy, thì bạn sẽ cảm thấy sao ạ? Cảm thấy sao các anh chị? Là hài lòng, đúng không ạ? Điều bạn thích thì mình cảm thấy vui và cảm thấy hài lòng. Còn cái việc nếu chúng ta làm được cái việc mà xã hội cần, chúng ta đem lại nhiều giá trị, thì bạn sẽ cảm thấy chúng ta sao? Cảm thấy rất là nhiều ý nghĩa, đúng không ạ? Chúng ta có ý nghĩa, chúng ta đem được nhiều giá trị. Nếu mà các anh chị chúng ta làm được mỗi công việc mà mang lại cái thu nhập cho mình cao, gọi là có thể làm giàu các anh chị, thì mình sẽ có, chúng ta sẽ có cái tài chính tốt, tức là chúng ta sẽ giàu, đúng không ạ? Có những người cả đời luôn làm một công việc á chỉ vì công việc đó mang lại thu nhập thôi. Công việc đó họ không hề thích, công việc đó họ không hề thích các anh chị. Mỗi ngày thức dậy á là một cái cuộc chiến đấu, chỉ có muốn lăn đi ngủ tiếp thôi. Mặc dù cái rõ ràng cái công việc đó mang lại một cái thu nhập, thu nhập tốt, nhưng mà nó không mang lại cho họ được một cái, bạn không làm được cái công việc bạn thích mà.
Cho nên là mình vẫn không bao giờ cảm thấy hài lòng về bản thân, đúng không ạ? Chúng ta không đạt được cái sự thỏa mãn, hài lòng về bản thân. Và ngược lại, nếu mà chúng ta chỉ có làm cái công việc mà bạn bạn thích thôi, hoặc là bạn làm tốt nhưng mà lại không có tiền, thì coi như là mình nghèo suốt đời, đúng không ạ? Và cái hạnh phúc đó là khi chúng ta đạt được cái ikigai, là cái điểm ở giữa, tức là hài hòa được cả bốn yếu tố này. Việc bạn thích, việc bạn có thể làm tốt. Nếu như theo theo Phương nha, thì đầu tiên các anh chị chọn một công việc nào đó đương nhiên phải mang lại cái thu nhập cho mình. Đối với Phương thì kinh doanh nói chung hay kinh doanh với BC nói riêng là một công việc là sao mang lại cho Phương được cái thu nhập, và vì hướng tới cái tự do tài chính. Công việc này có ý nghĩa, có giá trị không ạ? Xã hội có cần không ạ? Giá trị rất lớn ở đằng khác, đúng không ạ? Phương được mỗi ngày Phương được hỗ trợ, Phương được hỗ trợ cho rất là nhiều người, trong team của mình, đội nhóm của mình thấy được là mỗi ngày là họ cần mình, và có Phương mình tạo ra một cái giá trị gì đó trong cái cộng đồng của những người đang kinh doanh với BC, và trao giá trị cho nhau, giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ những kỹ năng, kinh nghiệm và kiến thức mỗi ngày, và đều trao giá trị mỗi ngày. Và cái việc mà bạn mình có thích á, thì là Phương thì Phương thích đam mê kinh doanh từ hồi bé rồi, mê tiền mà các anh chị, mê tiền là mê dữ lắm, mê kinh doanh. Mong muốn làm được một cái công việc mà đúng với sở trường, cũng đúng như là cái sở thích của mình, việc bạn có thể làm tốt. Phương, cái điểm này là chúng ta hoàn toàn có thể học được, đúng không ạ? Bởi vì Phương thấy là không có ai sinh ra là vốn dĩ sẵn là đã làm tốt được một cái gì hết, trừ một số là trường hợp rất là đặc biệt. Phương nghĩ chỉ 1% có thể là thiên tài, hay một số cái người nào đó có tố chất sẵn rồi, mà cái con số đấy ít lắm. Đa phần chúng ta đều đều từ cái con số 0 và đều học để có thể làm tốt. Cho nên nếu như mọi mọi người chúng ta chưa làm tốt ở BC thì chúng ta hãy học, chúng ta hãy học hỏi, chúng ta hãy liên tục thực hành, chúng ta làm, chúng ta rút kinh nghiệm, thì chắc chắn rồi chúng ta có thể làm tốt. Thì nếu như mà mình đạt được cái ikigai thì mỗi ngày các anh chị chúng ta sẽ cảm thấy háo hức lắm, chúng ta làm sáng kể ngày đêm không biết mệt mỏi. Có những anh chị hỏi Phương á, với lại một số anh chị tổng đại lý, các anh chị nhìn tấm gương của những anh chị tổng đại lý thử đi, xem có phải á, là họ có cái lịch hầu như là kín luôn, đúng không? Từ sáng tới tối thấy lúc nào cũng đang zoom, thấy lúc nào cũng đang hỗ trợ cho một nhóm anh chị nào đó lên mục tiêu, nói năng lượng từ sáng tới tối không biết mệt. Thì các anh chị chúng ta hãy nhìn hình ảnh của những anh chị như vậy, thì có phải họ đã tìm được cái ikigai trong mình không ạ? Thì nếu như mà mình tìm được cái ikigai và mình làm việc á, thì điều đó rất hạnh phúc. Nếu bạn muốn có được những gì mà mình chưa từng có thì phải làm những gì mà mình chưa từng làm, đó là cái điều bắt buộc, đúng không ạ? Không thể nào mà chúng ta muốn có được những cái mà mình chưa từng đạt được. Mình rất là khao khát, mình tự do tài chính, mình mong muốn là có công việc, rồi phát triển một lên cái sự nghiệp lên một cái tầm cao, rồi bắt nắm bắt những cái cơ hội mới, bước vào một cái môi trường mới. Ví dụ như chúng ta bước vào BC chẳng hạn, các anh chị chúng ta muốn cuộc sống giống như các anh chị tổng đại lý vậy đó. Các anh chị nhìn ngưỡng mộ chị Lê Sự, ngưỡng mộ chị Giang Thi, ngưỡng mộ chị Hồng Nhung, đúng không? Nhưng mà các anh chị lại không chấp nhận làm những cái việc mà họ đã từng làm. Các anh chị không chấp nhận là chúng ta sẽ cần dấn thân ở cái vai trò lãnh đạo, chúng ta không tích cực tham gia những cái buổi huấn luyện, chúng ta không thật sự là phát triển được những kỹ năng cần thiết, hay là làm cái công việc của những leader mình đang làm, mà mọi người lại cứ mong muốn có được những thành quả của họ, thì điều đó là không thể nào mà xảy ra được, đúng không các anh chị? Nên là tất cả mọi thứ là trong cuộc sống theo Phương đó là đều là sự lựa chọn, và chọn rồi sau đó là phải chịu và đánh đổi, các anh chị phải chấp nhận đánh đổi và theo đuổi cái sự lựa chọn đó, chứ không có sự lựa chọn nào từ đầu là đúng hết. Phương kinh doanh từ đầu hỏi có đúng hay không thì làm sao Phương biết được, mình mong muốn thì mình làm thôi, đúng không? Chứ hồi đó cũng sợ thất bại lắm các anh chị, nghe ba mẹ dọa là làm đi rồi sau này không có cái mà cắn, có gì cũng cái câu của ba Phương hay nói gì ta, làm đi sau này coi chừng là không có được nổi cái mà gọi là miếng cơm mà bỏ vào mồm đấy, ba Phương dạ Phương như vậy, tức là cứ thất bại và cứ lên xuống như vậy đó các anh chị, chẳng làm được cái gì nên hồn trong thời gian mấy năm sau khi ra trường hết. Cho nên là ba Phương là hay dọa Phương hay như vậy, nhưng mà mình chấp nhận mình đi thôi, bởi vì chẳng ai biết được lúc đầu là đúng hay sai cho tới khi bạn làm được, cho tới khi bạn thành công, đúng không ạ? Chọn và chịu, đúng rồi, như chị xây dựng được, em rất đúng thích cái quan điểm đó, là trong cuộc sống tất cả mọi thứ chúng ta không có cái nào đúng cái nào sai, chỉ là lựa chọn và chịu thôi, chọn và chịu, hãy chọn và hãy dám dấn thân vì cái sự lựa chọn của mình, hãy dám kiên quyết đi theo nó cho tới cùng, thì cuối cùng bạn sẽ biết nếu bạn thành công thì tức là bạn đúng, đúng không ạ? Chỉ đơn giản như vậy thôi mà. Và
bắt đầu bất kỳ cái gì đó thì chúng ta hãy đặt câu mình hãy đặt cho mình ba cái câu hỏi để trả lời nó. Why, what, how. Các chị có thấy cái chữ nào lớn nhất không ạ? Why. Why là cái chữ bự nhất, đúng không ạ? Why là bự nhất. Cái trả lời cho câu hỏi vì sao á, nó luôn luôn là quan trọng nhất các anh chị. Mà Phương đa phần Phương thấy á, là mọi người á, thói quen á, là cứ đi hỏi tìm cái câu trả lời cho web với heo, đặc biệt là heo. Mọi người thích heo lắm, tức là bí quyết làm cách nào em, làm cách nào em, cái cách nào để mà có thể nhanh thành công đây. Mọi người chỉ muốn một cái lối tắt thôi, đúng không ạ? Nhưng mà cái quan trọng là cái why này nè. Bây giờ Phương chỉ cho các anh chị cái con đường heo ấy, nhưng mà nó vất vả lắm, nó gian nan, nó thử thách lắm. Các anh chị nhìn á, các anh chị thấy là cái này chắc tôi không làm được, làm gì mà vất vả thế. Phương cho rồi, các anh chị mới mà trong team của Phương nhìn thấy cái quãng đường Phương cần phải làm gì, cần phải làm gì để lên tổng đại lý, cần phải bảo trợ bao nhiêu người, cần phải thực hiện bao nhiêu cuộc hẹn, cần phải gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, cần phải tiếp cận bao nhiêu người. Họ nhìn họ sợ, sao nhiều thế, sao tưởng đơn giản mà, có cách nào nhanh hơn không, có cách nào tắt không, không bây giờ có làm không. Hãy nhìn lại cái why, đúng không ạ? Nếu mà cái why của bạn đủ lớn, tức là tại sao tôi phải làm điều này, làm điều này thành công tôi được cái gì, cái đích đến cuối cùng là gì, đúng không ạ? Hãy bắt đầu bằng cái chữ why các anh chị. Chỉ why đủ lớn thì mọi khó khăn nó không còn là vấn đề. Còn nếu mà các anh chị chúng ta why, chúng ta nếu như mà các anh chị bước vào BSOY, đặt câu hỏi những cái thành quả của các anh chị tổng đại lý hiện bây giờ mà leader tuyến trên của các anh chị ấy, tổng đại lý tuyến trên của các anh chị ấy, có phải là những cái gì các anh chị muốn không? Nếu mà đó là những cái mà các anh chị muốn, ok, học cái cách làm, phương pháp làm, cần phải làm những gì để mà làm, đúng không ạ? Làm tới luôn, làm cho thành công, làm giống họ. Còn nếu mà đó không phải là những cái gì mà chị, anh chị muốn, ví dụ bây giờ nhìn cuộc sống của chị Hồng Nhung, chị Thía, chị Lê Sự đi, đây không phải là những gì các anh chị mong muốn. Cuộc sống của các anh chị là thu nhập như vậy đó, không phải là những cái gì các anh chị mong muốn, thì không, các anh chị nghĩ các anh chị đừng làm. Thật sự đó là cái lời khuyên luôn. Nếu như cái đó không, mục đích không phải là cái mà các chị hướng tới, thì thôi chia tay sớm thì bớt đau khổ, chứ đừng cái làm cái kiểu là sao dập dà dập dình. Các anh chị chúng ta xác định đó, nếu mà chúng ta muốn làm lớn tại đi xoay, đi theo những người thành công, đúng không ạ? Và xác định cái why của mình, why, what, how. Cái why đầu tiên đó chính là phải là động lực mục tiêu, không ạ? Động lực mục tiêu của các anh chị là rất quan trọng. Nếu các anh chị chúng ta có được một cái động cơ sau đích của mình đó, để mà mỗi sáng các chị thức dậy chúng ta hành động, 5 giờ sáng mỗi ngày thức dậy làm việc kín lịch mỗi sáng, mỗi chiều, mỗi tối cho tới tận 11 giờ đêm luôn. Cho tới tận 11 giờ đêm thì chắc chắn nó phải xuất phát từ một cái why đó các anh chị. Chứ không phải là chỉ đơn thuần nó là có cách đi xây làm, có hỏi có dễ không? Thì xin thưa là không dễ mà cũng không khó. Nhưng bởi vì đơn thuần là cái kết quả đó là cái mà tôi muốn, cho nên là tôi làm, đúng không ạ? Chứ đâu có cái nào dễ với khó. Động lực mục tiêu. Đấy là các anh chị có hay nhìn cái bản đồ này không? Có hay nhìn cái tấm hình ảnh này không? Có xác định được là vì sao mình đi kinh doanh không? Vì sao mình hợp tác với BSOY không? Cái giá trị nào là cái giá trị chúng ta khao khát cháy bỏng luôn á, khao khát cháy bỏng của bạn nó khi đi kinh doanh là gì? Bạn tại sao bạn chọn cái giá trị đó? Tại sao bạn lại nghĩ những cái giá trị đó quan trọng đối với bạn? Tại bằng bạn có bằng mọi giá, bạn bằng mọi cách bạn thực hiện được cái giá trị đó hay không? Và đối với bạn nó quan trọng nhường nào? Thì bạn phải trả lời cái câu hỏi why, đúng không ạ? Cái why phải thật là rõ ràng. Rồi cái hình ảnh này mọi người á, họ có nhìn được mình, mọi người thuộc nó không? Đây là cái mục tiêu mà, đúng không ạ? Mọi người muốn cái mức nào trong những mức này? Các chị hướng tới con số nào? Có từng ám ảnh nó chưa? Có mỗi ngày nhìn nó để có động lực cho cái việc hành động mỗi ngày chưa? Đúng không ạ? Không thể nào muốn cái mục tiêu là tổng đại lý vùng 6 nhánh mà mỗi ngày á, thì ngủ đến tận 7, 8 giờ, đúng không? Thích thì vào 5 AM. Ngày nào mà mệt quá thì nghỉ. Ngày, tức là một tuần thì nghỉ được 13 ngày, vào được 3 ngày. Thì các anh chị chúng ta còn cách xa cái mục tiêu này quá, hay có thể nói là hơi bị khó, không thực hiện được đâu, đúng không ạ? Bởi vì làm gì có thành công mà nó đơn giản và nó thiếu kỷ luật như vậy, đúng không ạ? Cho nên hãy nhìn vào cái mục tiêu này mà phấn đấu, đúng không ạ? Chúng ta phải xác định được biết chúng ta ở BSOY các anh chị muốn con số nào, các anh chị muốn hướng con tới con số nào và trong bao lâu, đúng không ạ? Cái này là cái Phương xác định từ lúc đầu luôn đó các anh chị, chứ không phải là Phương vào Phương cứ thôi, thôi cứ làm đi rồi thôi lên 3 sao đi, không. Từ đầu bước vô là phải biết được là chúng ta muốn hướng tới con số nào tại đây. Các anh chị muốn hướng tới 6 nhánh, 12 nhánh, 20 nhánh hay là xác định con số 3 nhánh trước, đúng không ạ? Cần phải xác định thật là rõ ràng con số trong đầu của mình.
dán vào, viết ra một tờ giấy, xong cái rồi treo lên, dán ván một nơi nào đó mà các anh chị thường xuyên nhìn thấy để mà ám ảnh cái mục tiêu. Phương thấy là Phương thấy hình như trong team chị Lê Sự là đang chạy cái chương trình là 60 ngày gọi là bứt phá doanh số đúng không? Bứt phá về hệ thống đúng không ạ? Thế thì các anh chị bắt đầu cái chương trình đó là mọi người chúng ta cũng phải dán cái mục tiêu của mình rồi. Dán cái mục tiêu kết thúc cái chương trình này mình được cái gì? Chứ không thể nào tham gia một cái hành trình mà không rõ được điểm đến. Đúng không ạ? Đây thì cái này quan trọng. Why? Chữ why phải đủ lớn các anh chị ha. Web, kế hoạch. Bây giờ có điểm tới, điểm đến rồi. Mình phải xác định cái kế hoạch, tức là cái lộ trình. Ra ở BC, cái kế hoạch là chúng ta phải làm tốt 3S. Các anh chị làm tốt 3S là chúng ta đang trên đường thực hiện cái kế hoạch tiến tới cái mục tiêu của mình đó. 3S các anh chị, 3S là gì? Các anh chị đi tham gia cái lớp học ha, bán hàng, tuyển dụng và phục vụ. Các anh chị chăm sóc phục vụ, chăm sóc phục vụ cho hệ thống, chăm sóc phục vụ cho khách hàng, đúng không ạ? Web đó là cái kế hoạch. Chắc chắn là khi mọi người chúng ta có mục tiêu rồi thì mọi người phải có một cái kế hoạch để thực hiện cái mục tiêu đó, bắt đầu hiện thực hóa cái mục tiêu ở trên giấy ra, đúng không ạ? Không có cái bước lập kế hoạch này mọi người y như đang đi một như một cái người mù đi trong cái hang vậy đó các anh chị, đi trong một cái một, đi trên một cái con đường đó. Chúng ta không biết chúng ta đang đi tới, có cái con đường này có đang đi tới mục tiêu mình muốn hay không. Cứ đi đại đi, tới thì tới, không tới thì thôi. Nhớ các anh chị đang đi ngược hướng thì sao, đúng không ạ? Hôm nay phải quay lại trở đầu điểm xuất phát, à phải có kế hoạch theo. Đó là phương pháp, đó là công cụ các anh chị. Có thể có rất nhiều phương pháp và công cụ để mà đạt được cái mục tiêu của các anh chị. Thì trong BC á các anh chị, cái phương pháp đó mà được chia sẻ và được nói tới rất là nhiều, các anh chị chúng ta cần phải thuần thục và làm thật tốt. Đó là 7 bước thành công nền tảng các anh chị. Đây là cái phương pháp, đây là cái công cụ đó các anh chị. Chúng ta cứ áp dụng 7 bước thành công nền tảng thật tốt, đúng không ạ? Đó là how. Nói chung á là hãy trả lời ba cái câu hỏi lớn khi chúng ta bắt đầu cái hành trình, cụ thể là với BC. Rồi bước vào BC chúng ta cũng cần phải định vị mình là ai nữa các anh chị. Bạn định vị mình sẽ là ai tại VC? Bạn định vị mình là người bán lẻ, số 1 là người bán lẻ, hay các anh chị định vị mình chỉ là người kinh doanh thêm thôi, kinh doanh thêm, kiếm được nhiều thì kiếm 5-10 triệu là vui rồi, hay các anh chị chúng ta định vị mình là một cái người kinh doanh chuyên nghiệp, hay định hay còn nói hay nói cách khác đó là một lãnh đạo. Các anh chị tự định vị bản thân mình, các anh chị chúng ta thử comment vô khung chat coi xem các anh chị chúng ta định vị mình là ai tại VC ạ. Các anh chị phải có sự định vị nha. Và đây cũng là cách các anh chị định vị cả đối tác của mình nữa. Bởi vì là nếu như ngày hôm nay là một cái người họ định vị họ chỉ thích bán lẻ không, mà các anh chị chúng ta cứ cầm đầu họ đi dạy 50 em, đi dạy lên mục tiêu, vô đây lập kế hoạch lên 3 sao, lập kế hoạch lên tổng đại lý. Một cái người bán lẻ mà các anh chị cứ lôi đầu họ lên mục tiêu với lại lên tổng đại lý là coi như là họ chạy bất dép luôn, đúng không? Họ đâu quan tâm đâu. Họ, cái quan tâm của họ là bây giờ họ chỉ thích bán lẻ để mà kiếm một tháng thu nhập 3 triệu, 5 triệu, 10 triệu thôi. Nhưng mà một cái người định vị là một cái người đi kinh doanh thêm, đối với họ là kinh doanh với BC là sau làm thêm thôi. Và bây giờ họ muốn dành thời gian nhiều cho gia đình, một tháng họ kiếm thêm thu nhập 10 triệu thôi, đối với họ đó là quá to tát và hạnh phúc rồi. Sẽ trong nhóm các chị có phải đồng ý là sẽ có những người như vậy không? Họ chỉ thích là cái người đi kinh doanh thêm, các chị chúng ta nói họ cam kết, không thể nào cam kết nổi. Họ thích họ làm thôi à, họ thích thì họ vào kinh doanh, tháng này họ vui vui á thì họ tuyển dụng 2-3 người, tháng này họ không vui á, họ bận công việc á là họ bỏ, không thèm tuyển dụng nữa, tháng này thích thì bán hàng, tháng sau không thích thì nghỉ, đúng không ạ? Mà nếu mà các anh chị chúng ta mà định vị mình là người số 2 rồi mà mình lại kỳ vọng mình đạt kết quả của cái người lãnh đạo á, lên tổng đại lý rồi thu nhập tháng 50 triệu, 100 triệu, 100 triệu ấy, thì các anh chị chúng ta chỉ có ngồi mà thất vọng ê chề, đúng không? Bởi vì làm sao mà được. Mà nếu mà chúng ta đã xác định định vị mình là bước vào BC là tôi sẽ là một cái người kinh doanh chuyên nghiệp, tôi sẽ trở thành một leader, tôi là người lãnh đạo, sau này hệ thống của tôi, đại lý và cộng tác viên sẽ lên tới cả ngàn người, khách hàng của tôi sẽ lên tới vài ngàn người trong hệ thống đó, thì các anh chị phải mang một cái tâm thế khác khi chúng ta bước vào kinh doanh, đúng không ạ? Chúng ta phải có cái tâm thế của cái người số 3, đó là gì? Theo sát, đó là những cái tiêu chí mà trong cuốn sách 180 ngày CEO Nguyễn Hữu Sơn đưa ra. 180 ngày xây dựng kinh doanh thành công, các anh chị trong cái 7 bài học nền tảng nó có tìm kiếm lãnh đạo của bạn. Các anh chị chúng ta muốn tìm kiếm lãnh đạo của các anh chị, chúng ta muốn trong nhóm mình có những leader thì bản thân mình đã định vị và mình đã xây dựng những yếu tố của một lãnh đạo chưa? Bởi vì á, lãnh đạo là chỉ có dẫn dắt bằng cách chúng ta làm gương thôi các anh chị. Bản thân mình không phải là lãnh đạo thì làm sao mà chúng ta có được những lãnh đạo trong hệ thống?
đúng không ạ? Monkey see và monkey do. Con khỉ nó nhìn sao nó làm như vậy. Bản thân các anh chị, nếu như mà mình không xác định, mình định vị được mình là lãnh đạo, thì không bao giờ trong team của các anh chị có thật sự được những lãnh đạo. Và nếu như có đi chăng nữa thì các anh chị chúng ta cũng thật sự là không biết dẫn dắt họ như nào, bởi vì mình không có đủ cái, không đủ tầm, cũng như là họ cũng không nghe các anh chị đâu, đúng không ạ? Bởi vì nếu như họ là cái người có cái tố chất lãnh đạo, họ những người có cái yếu tố của một người lãnh đạo mà các anh chị không có, thì chắc chắn là các anh chị chúng ta sẽ chỉ đi sau họ, đúng không ạ? Cho nên bản thân mình, nếu chúng ta thật sự muốn dẫn dắt một cái hệ thống, thì các anh chị chúng ta phải phát triển cái năng lực đó, nó phải đi song song với cái sự phát triển của hệ thống, các anh chị. Những yếu tố này, ham học hỏi. Các anh chị chúng ta có thật sự là những người mà luôn 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 có tinh thần học hỏi không ạ? À, không thể nào có cái thái độ đó là bài này tôi học rồi nhưng mà Phương hỏi các anh chị là bây giờ các chị học rồi, các anh chị có thể nói lại được cái bài đó hay không? Bản thân Phương á, bây giờ vẫn, ví dụ có tuyến dưới của Phương á và chia sẻ một cái chủ đề nào đó trong 50 em, Phương vẫn ngồi Phương học các anh chị. Hôm qua là một bạn tuyến dưới, đại diện tuyến dưới của Phương chia sẻ về cái cách lập danh sách khách hàng, mà Phương ngủ thôi, có cái nội dung này bạn chia sẻ hay dữ vậy ta, sao cái nội dung này hồi đó mình đâu có chia sẻ cái này đâu ta, sao nó kiếm đâu ra. Tức là bản thân mỗi người đều có những cái điểm rất là hay, các chị phải ngồi học á, chứ không phải là tuyến dưới của các anh chị là các chị không thèm học đâu, đúng không ạ? Ham học hỏi, học từ tất cả mọi người các anh chị. Và học là một cái sự nghiệp không ngừng, không bao giờ có điểm dừng các anh chị, phải học hỏi liên tục để nâng cấp bản thân. Bởi vì á là cái ánh nắng của ngày hôm nay không thể nào mà làm khô được, không thể nào, quần áo ngày hôm nay chúng ta không thể nào làm khô được từ cái ánh nắng của ngày hôm qua, đúng không ạ? Tức là những cái gì mà kiến thức các chị học ngày hôm qua rồi chưa chắc có thể áp dụng được và làm tốt được cho ngày hôm nay đâu. Cho nên chúng ta phải liên tục, chúng ta học hỏi, chúng ta nâng cấp bản thân, để bởi chúng ta còn đi song song với cái sự phát triển của hệ thống, đúng không ạ? Chứ không phải là học xong rồi là cái chủ đề này tôi học rồi cho nên tôi không thèm học nữa, không phải nha các anh chị. Học nó có nhiều cấp độ lắm. Học để chúng ta mới biết, học lần đầu, các chị công nhận với Phương là học lần đầu là để biết, hiểu được là mừng rồi, đúng không? Học lần thứ hai là để áp dụng và vỡ lẽ ra xem là mình thực hành còn có gì sai, đúng không? Học lần hai mình mới vỡ lẽ được. Học lần ba là để làm sao ạ? Để mình sẽ có thể, mình sẽ mang tâm thái học là để sau này sẽ có thể chia sẻ lại được cho người khác. Nên bản thân nếu như mà các anh chị chúng ta học một cái chủ đề đó mà Phương nói là bây giờ bạn chia sẻ được cái chủ đề này chưa, bạn chia sẻ được cái chủ đề này chưa được thì bạn phải đi học lại, đúng không ạ? Bạn phải đi đó học lại, không thì vẫn chưa đạt đến cấp độ cao nhất của cái bài học đó, đúng không ạ? Cái số 2 đó là tinh thần chủ động. Không thể nào một cái lãnh đạo mà tối ngày bị tuyến trên của mình gọi là em ơi lo đi học, em ơi đi học, em ơi lên mục tiêu, như thế không phải là lãnh đạo. Bởi vì bạn lãnh đạo mà bạn còn chờ người khác nhắc nhở thì cái tinh thần chủ động không có, thì sau này các anh chị nguyên một cái dàn phía dưới của các anh chị họ nhìn theo, họ cũng để đợi các anh chị nhắc rồi họ mới làm, đúng không ạ? Mà nếu các anh chị chúng ta một mình các anh chị thì tuyến trên các anh chị nhắc, nhưng mà bây giờ các anh chị chúng ta có đâu đó 100 tuyến dưới mà các anh chị chúng ta ngồi chúng ta nhắc 100 ông thì các anh chị chỉ có nước là gọi là sao, lăn đùng ra xỉu trước khi thành công. Làm sao mà thành công nổi các anh chị, đúng không ạ? Làm sao mà thành công nổi với cái việc mà mình phải đi hối từng người, phải đi đốc thúc từng người trong team của mình thì chỉ có chết thôi, không thể nào thành công được. Thôi cái lúc đó chắc là Phương cũng chạy, nếu mà làm đi xây mà phải đi hối thúc từng người như vậy thì không thể nào mà làm được các anh chị. Tích cực không thể, các anh chị, thật ra là Phương sợ những người tiêu cực lắm. Những cái người nào mà bước vô tiêu cực á là Phương gọi là Phương không thèm hỗ trợ luôn, chứ đừng nói chi á là Phương kỳ vọng người đó lên lãnh đạo. Cái người mà tiêu cực là cái người là gọi là nói cái lời tạm biệt đầu tiên với thành công nha các anh chị. Đối với Phương là cái quan điểm là như vậy đó. Ai mà tiêu cực là Phương cho đi dong luôn, đi bye 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 bye, không quan tâm, tôi không cần một cái người như thế trong team của tôi. À, không biết team của các chị lên sự hay như thế nào, hay có bạn có ôm ấp những anh chị mà hay nói lời tiêu cực hay không, nhưng mà nói lời tiêu cực là Phương hay né lắm. Tại vì thật ra là một ngày mình có 24 tiếng rồi các anh chị, mình dành thời gian cho cái người tích cực còn chưa đủ. Thời gian đâu mà đi ngồi nghe những cái người mà tiêu cực càm ram, đúng không ạ? Nghĩ cái gì cũng tiêu cực, có một cái vấn đề bé xíu thôi cũng la làng lên, nghe to lên, là thường là Phương bị, Phương một á là những anh chị đó sẽ bị Phương cho một bài. À, Phương bị Phương cho một bài. Rồi bây giờ có muốn làm đấy không thì tùy. Làm hay không thì tùy, Phương không quan tâm. Các anh chị ạ, cho nên các chị đầu tiên mình xác định mình là lãnh đạo là mình phải tập tư duy tích cực, đúng không ạ? Bởi vì nếu mình có than, nếu mà Phương nói thật, nếu mà than các chị giải quyết được vấn đề đó thì các chị hãy than,
Nhưng mà các chị than không giải quyết được thì bây giờ quan trọng nhất chúng ta hãy tìm cách để giải quyết vấn đề, chứ không thể là chúng ta ngồi than vãn. Than vãn tức là các anh chị chúng ta định vị mình là nạn nhân của cái hoàn cảnh, đúng không ạ? Mình là nạn nhân của hoàn cảnh mình mới đi than, còn chúng ta là cái người nắm kiểm soát thì chúng ta phải đi tìm cái cách giải quyết vấn đề. Bây giờ các anh chị chúng ta có hai lựa chọn: một là mình sẽ đi giải quyết vấn đề, hai là mình bị vấn đề giải quyết. Thì các anh chị chọn cách nào, đúng không? Thì các anh chị lựa chọn cái thứ tư, đó là có mục tiêu. Các anh chị, leader là phải có mục tiêu. Không ai mà thích đi theo một cái người á mà sáng nắng chiều mưa, chiều thì âm u, nói chung á là thích thì làm, không thích thì thôi. Thì không có mục tiêu rõ ràng thì người ta không muốn đi theo đâu các anh chị. Và khi một người có mục tiêu là người ta tạo ra một cái nguồn năng lượng, người ta hút dữ lắm, người ta hút rất là dữ, người ta hút những cái người tích cực, những người có mục tiêu về với mình. Cho nên các anh chị, nếu mà chúng ta muốn trong team của mình gọi là có những người có mục tiêu thì bản thân các anh chị phải đi đầu. Các anh chị đừng bao giờ ngồi than với tuyến trên của mình ấy, là sao trong team của em không có đứa nào mà nó có mục tiêu hết, đó, rồi không có cam kết, rồi hả, nói chung á là làm tàn tàn, chỉ có thích bán lẻ không. Thì các anh chị chúng ta phải coi lại bản thân mình đã có mục tiêu chưa, bản thân mình đã cam kết với mục tiêu chưa. Hãy luôn luôn bắt xuất phát điểm từ bản thân, đúng không ạ? Hòa đồng, một người vào mà không hòa đồng, có một số anh chị vào á là thấy sao bi xây, nhóm này nhóm nhỏ nọ sao phiền quá. Nếu như bạn không thích giao tiếp, bạn không thích cởi mở hòa đồng để mà chia sẻ nhiều giá trị, thì bạn không phù hợp với cái cộng đồng, với cái môi trường của bi xây, đúng không ạ? Mà nếu như một người mà đã không có phù hợp với cái môi trường rồi thì cố quá thì cũng chỉ làm cho thêm nó mệt mỏi và đau khổ rồi, đúng không các anh chị? Bởi vì sao, chúng ta là những người lãnh đạo phải có tố chất là hòa đồng các anh chị, phải chịu chia sẻ, phải thích chia sẻ, nó cơ, phải đam mê chia sẻ, phải đam mê là hỗ trợ người khác, phải có cái gọi là cái gì, tình yêu đối với cái việc hỗ trợ chia sẻ các anh chị. Thế thì thử tưởng tượng bây giờ vào leader mà không quan tâm gì đến các anh chị hết, bản thân các anh chị sau này cũng không quan tâm gì đến, mày muốn thực hiện mục tiêu thì mày cứ thực hiện đi, đạt được thì thôi, không quan tâm, không hỗ trợ, cũng không có các bước gì để mà gọi là đồng hành cùng với các anh chị hết. Thì các anh chị chúng ta nghĩ như thế nào, đúng không ạ? Yêu sản phẩm, yêu kinh doanh, hai cái yếu tố này là quá rõ rồi, đúng không? Bản thân các anh chị mà không yêu sản phẩm và bi xây thì làm sao đội nhóm hệ thống các anh chị có cái tình yêu được, đúng không ạ? Mình không có yêu sản phẩm thì chắc chắn không, cái doanh số của các anh chị chúng ta sẽ không thể nào tăng trưởng. Yêu kinh doanh anh chị, bản thân các anh chị chúng ta có thể làm việc tại BC mà một ngày 10 tiếng, 12 tiếng, 14 tiếng không, làm từ sáng đến tối, các chị chúng ta có thấy vui không? Thì yêu kinh doanh đó là thể hiện cái việc chúng ta làm á, mà các chị biết được làm bằng tình yêu á, thì mình sẽ không lúc nào mà bị tụt năng lượng hết. Có một số anh chị hay đại lý tuyến dưới của Phương mới vào á, nhìn Phương làm việc nó sao, bảo là trời sao chị thấy lúc nào em cũng năng lượng hết trơn vậy, lúc nào em làm việc kín lịch hết, lúc nào nhắn cho em cũng là em vừa mới cốt xong hay là em chuẩn bị đi vào cốt mục tiêu cho team này team khác, mà làm việc mà lúc nào vào cũng đều thấy chia sẻ năng lượng là từ tình yêu các anh chị, chứ không có giỏi giang gì đâu, đúng không ạ? Nó là một cái tình yêu, các anh chị phải tìm được cái tình yêu, các anh chị sẽ làm với một cái năng lượng, với một cái sự nhiệt huyết, đúng không? Và người ta nhìn được trong ánh mắt của các anh chị, đó là một tình yêu của một leader, đúng không ạ? Yêu kinh doanh, yêu đội nhóm của mình, yêu hệ thống của mình, kỷ luật chắc chắn là không thể thiếu đối với một lãnh đạo, đúng không ạ? Bản thân các anh chị muốn hệ thống của mình á, là team đội nhóm của chúng ta có được cái sự cam kết kỷ luật trong hành động. Ví dụ như họ cam kết hỗ trợ trong chương trình 50 em nè, đúng không? Họ tham gia 50 em đều đặn thì bản thân các chị phải làm gương. Các chị muốn là đội nhóm của mình có cái sự kỷ luật trong cái công tác tổ chức, các khâu trong cái việc tổ chức, thì chúng ta cũng phải là cái người làm gương về cái sự kỷ luật đó, đúng không ạ? Bản thân thì trong team là cứ trên sao giống vậy thôi à. Phương cảm thấy là gì chứ, ở trong cái nhân quả đó các anh chị, ở trong hệ thống đã thể hiện rất là rõ. Các anh chị mà như thế nào, các chị mà bê bối, các chị mà thiếu trách nhiệm, không kỷ luật đó, là nó thể hiện rất rõ trong cái team của mình luôn. Đừng bao giờ hy vọng một cái team kỷ luật mà có trách nhiệm mà bản thân các anh chị không có cái yếu tố đó, đúng không ạ? Hành động, lãnh đạo không thể nào ngồi chỉ tay năm ngón, đúng không ạ? Các anh chị nói họ bán hàng đi, bản thân các anh chị chúng ta cần phải đi bán hàng, đúng không ạ? Các anh chị nói họ là tuyển dụng đi, bản thân các anh chị chúng ta hãy dẫn dắt bằng hành động, hãy dẫn dắt bằng làm gương và bằng hành động. Các anh chị là dễ nhất, khi mà chúng ta tạo ra năng lượng nhiều nhất đó là khi các anh chị chúng ta là cái người đi đầu tiên phong hành động. Chỉ có hành động thôi các anh chị, tất cả mọi thứ là xuất phát từ cái việc đó là chúng ta hành động.
mỗi ngày chúng ta hành động thì sẽ tạo ra cái năng lượng đó anh chị. Suy nghĩ sẽ ra vấn đề, hành động mới ra năng lượng. Ở trong BJ chỉ cần chúng ta sẽ hành động đúng đủ đều thì chắc chắn là các anh chị chúng ta sẽ thành công. Anh chị chúng ta có tin điều đó không ạ? Và với chính tố chất này các anh chị chúng ta định vị mình, nếu chúng ta muốn chúng ta bản thân mình sau này sẽ là tổng đại lý có một cái hệ thống lớn 500, 1.000, vài ngàn người thì chúng ta hãy xây dựng từ những cái yếu tố lãnh đạo này các anh chị. Đó là cái sự định vị á. Bản thân chúng ta mọi người nên nhớ, ai là người quan trọng nhất? Bản thân chúng ta. Chúng ta là người quan trọng nhất. Mọi thứ bắt đầu từ bản thân chúng ta. Cho dù không còn ai đi chăng nữa, còn một mình thôi, bản thân mình cũng cần phải định vị mình là một lãnh đạo, đúng không ạ? Ok, phần chia sẻ của Phương đến ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Chúc tất cả các lãnh đạo ở trong Zoom ngày hôm nay ha, các anh chị chúng ta sẽ có mục tiêu, dám lựa chọn, dám hành động hết mình vì mục tiêu đó, và chinh phục được những cái mục tiêu, những cái nấc thang tiếp theo trong chính cái sự nghiệp của các anh chị trong cái quá trình đồng hành với VC. Và một lần nữa chúc tất cả các anh chị thành công. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Một lần nữa em cảm ơn chị Lê Sự đã có lời mời em qua giao lưu với lại mọi người, các anh chị trong Zoom ngày hôm nay. Ok, Tôi trời xin phép ơi tắt mọi người, cảm ơn Phương thật nhiều luôn. Thật sự là một buổi